Xuân Hồng xin chào tái ngộ tất cả quý vị đang xem show Lửa Hồng. Một lần nữa Xuân Hồng với quý vị lại gặp nhau qua căn bếp nhỏ ấm áp của Xuân Hồng như thế này để làm những món ăn ngon. Hôm nay Xuân Hồng mời quý vị vào bếp để làm một món nước giải khát, nước uống mà Xuân Hồng tin chắc ai cũng thích hết trơn á, tại vì nó tốt cho sức khỏe. Đó là sữa đậu nành. Xin mời quý vị vào bếp làm sữa đậu nành với Xuân Hồng. Để làm sữa đậu nành thì chắc chắn chúng ta phải có đậu nành rồi. Thì đậu nành cái lưu lượng ngày hôm nay Xuân Hồng dùng là một gói đậu nành mà quý vị đi chợ người ta bán hay bán ở chợ đó. Một gói đậu nành như thế này có trọng lượng là 340 gram nha. Một gói đậu nành có trọng lượng là 340 gram. Nếu mà quý vị gia đình đông người quý vị muốn nhiều hơn thì mình mua hai gói, ba gói. Hoặc là quý vị nếu mua cái gói đậu nành mà nó có trọng lượng nhiều hơn như thế này thì mình cứ chia ra cái liều lượng thôi. Và ngày hôm nay Xuân Hồng nhắc lại, một gói đậu nành Xuân Hồng dùng làm sữa đậu nành ngày hôm nay có trọng lượng là 340 gram nha. Rồi, đậu nành sau khi mua về quý vị cho vào trong cái thau, cho nước thật nhiều vào rồi chúng ta mới vo. Chà xát thật là sạch những cái hạt nào mà nó sâu nó nổi lên á thì quý vị vớt bỏ đi hết. Rửa thật sạch nhiều lần, sau đó quý vị cho nước lọc vào, ngập mặt đậu nành khoảng một gang tay, quý vị ngâm qua một đêm. Phải ngâm đậu nành trong nước lọc sạch qua một đêm sau khi mình đã vo sạch sẽ và bỏ đi những hạt sâu, hạt nổi lên trên rồi. Thì sau một đêm, quý vị đem ra, quý vị tiếp tục xả nước vào và vo sạch một đến ba lần. Thì đây là những cái hạt đậu nành Xuân Hồng đã ngâm qua đêm. Sau đó rửa sạch lại, xả nước lại một cái nó hai ba lần nữa thì nó sạch như thế này. Chúng ta để ráo. Thì với liều lượng là 340 gram đậu nành ngâm nước qua đêm rửa sạch thì bao nhiêu nước là vừa? Thì Xuân Hồng dùng 3 lít nước lọc. Nhưng mà quý vị nói thôi tôi muốn uống loãng ra, thì quý vị dùng 4 lít đâu có ai cản đâu đúng không? Hoặc là thôi tôi muốn uống đặc à thì dùng 2 lít không sao chứ. Cái này không ai cấm cản mình. Nhưng mà ngày hôm nay Xuân Hồng dùng là 3 lít nước lọc với 340 gram đậu nành. Thì như vậy thì Xuân Hồng thấy nó hợp, nó ngon, tức là không quá đặc và cũng không quá lỏng, nó rất là vừa uống. Và rất nhiều quý vị làm sữa đậu nành á thì cho thêm đậu phộng nè, cho thêm mè nè, cho thêm hạt này hạt nọ vào cũng ngon. Nhưng mà riêng Xuân Hồng thì chỉ thích sữa đậu nành thuần túy, chỉ có đậu nành mà thôi. Bây giờ cho thêm chút đậu nà phộng, cho thêm chút mè, cho thêm chút hạt này hạt nọ vào thì chắc chắn cái sữa của mình bây giờ không phải là sữa đậu nành thuần túy nữa mà nó đem nó lai lai với những cái hạt khác. Mặc dù uống cũng rất là ngon. Nhưng mà ngày hôm nay Xuân Hồng chỉ muốn làm sữa đậu nành thuần túy và bản thân Xuân Hồng cũng thích uống sữa đậu nành mà thôi. Không muốn mix những cái hạt khác vào. Thì cái liều lượng làm như thế này nha. 340 gram đậu nành ngâm nước qua đêm xả thật sạch 3 lít nước lọc rồi là cái liều lượng nước với đậu nành. Bây giờ cái cách làm như thế nào? Chắc chắn một điều là chúng ta sẽ đi xay đậu nành đúng không ạ? Xay đậu nành thì với cái máy xay sinh tố thì liều lượng như thế này Xuân Hồng phải xay làm hai lần. Xay một lần nó nhiều quá nó cháy máy, mình xay hai lần. Rồi, cái thứ hai là khi xay Xuân Hồng không có cho tất cả nước này vào đâu, cho giỏi lắm là một nửa lượng nước vào mà thôi. Mình xay xay xong rồi cái mà quý vị thường nhìn thấy và quý vị thường làm là lấy đậu nành sau khi xay xong với nước quý vị lấy cái bao vải hoặc là cái miếng vải quý vị lọc đúng không, lọc bỏ cái xác đi rồi sau đó lấy cái nước sữa đó quý vị nấu sôi lên đúng không, thường thường là như vậy. Nhưng mà cái cách làm sữa đậu nành của Xuân Hồng là sao ạ? Sau khi xay xong với nước lọc Xuân Hồng cho vào trong cái nồi cả xác luôn, tức là mình chưa lọc, chưa đến cái công đoạn lọc, cho cả xác cả sữa vào trong cái nồi này. Xuân Hồng bắt lên cái bếp, lấy cái muỗng gỗ và khuấy liền tay khoảng 10 đến 15 phút đồng hồ. Khi mà cái sữa này nó bốc khói lên thì khi mà quý vị làm như vậy đó, bao nhiêu chất béo từ cái xác của đậu nành nó ra thêm nữa. Quý vị công nhận với Xuân Hồng không? Bất cứ cái gì mình cần lọc ra cái nước thì mình phải lấy dùng nước ấm, nước nóng hoặc là nóng lên chút xíu thì nó ra hết cái chất bổ béo đi. Thì cái sữa đậu nành làm theo cách của Xuân Hồng là sao? Không có lọc bỏ xác trước khi nấu mà cho tất cả xác và sữa vào trong cái nồi. Bắt lên bếp, khuấy liền tay khoảng 10 đến 15 phút. Sau đó thì sao? Xuân Hồng vẫn còn một số nước còn lại, tức là khi mà mình xay mình đâu có xay hết nước đâu. Còn một số nước lạnh còn lại Xuân Hồng cho vào đổ vào trong cái nồi mà cái sữa mà có xác mình mới nấu khoảng 10 15 phút. Để chi? Để cho cái nồi sữa đó nó loãng ra và nó không có bị nóng.
Rồi, lúc đó Xuân Hồng mới bắt đầu lọc. Lọc bỏ xác đi thì quý vị thấy cái sữa của mình bây giờ nó màu trắng ngà. Và sau đó quý vị mới cho chở ngược vào trong cái nồi, quý vị nấu sôi lên. Và trong quá trình nấu sữa đậu nành, quý vị phải khuấy, lâu lâu phải khuấy để cái chất bổ, chất béo của đậu nành nó lắng xuống cái đáy, nó không có bị khét. Thích thì quý vị cho thêm một bó lá dứa cho nó thơm, còn không thì uống như vậy là được rồi. Và khi mà sữa đậu nành sôi thì quý vị tiếp tục khuấy khoảng 5-10 phút nữa để nó sôi kỹ. Để khi mình uống sữa đậu nành nó không có mùi tanh. Và cái sữa đậu nành làm theo cách của Xuân Hồng, tức là lọc bỏ xác sau khi bỏ lên bếp khuấy cho đến khi sữa nóng thì nó ra hết chất béo, và cái sữa mình uống nó đậm đà, nó thơm ngon vô cùng, nó béo vô cùng. Và chắc chắn một điều, cái màu sắc cũng khác hẳn những cái màu sắc mà sữa đậu nành mình lọc xác bỏ trước khi nấu. Thì cái sữa mà mình lọc bỏ xác xong rồi mình mới nấu đó, thì quý vị thấy là cái sữa nó màu trắng trắng tinh nè. À, còn cái sữa đậu nành mà làm theo cách của Xuân Hồng, tức là mình nấu xong với cả bã rồi sau đó mình mới lọc bỏ bã đi đó, thì nó sẽ màu trắng ngà, tại vì nó quá đậm đặc và nó ra hết chất béo trong cái xác rồi nha. Đó là cái cách làm sữa đậu nành của Xuân Hồng ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm nha. Rồi, với 340 g đậu nành ngâm nước qua đêm xả sạch, Xuân Hồng xay làm 2 lần. Tại cái máy sinh tố này mình không thể nào xay một lần được. Đó, xay làm 2 lần nha. Rồi, giờ Xuân Hồng cho nước vào nè. Cái liều lượng nước cho vào xay, quý vị không có cần cho quá nhiều, cho vừa vừa phải phải xăm xắp mặt đậu thôi. Đó, như vậy. Rồi, bây giờ Xuân Hồng mới turn on lên. Thì bên đây Xuân Hồng đã có cái nồi sạch để sẵn đây rồi. Để làm chi à? Để hồi nữa sau khi xay xong á, Xuân Hồng mới đổ vào đây nha. Sau khi xay xong cái sữa đậu nành, Xuân Hồng đổ vào đây để hồi mình đem mình đi nấu luôn. Rồi, bây giờ Xuân Hồng nhắc lại nè, sữa đậu nành quý vị cho nước vào không cần cho bao nhiêu, miễn sao nó trên mặt đậu là được rồi. Bắt đầu mình xay nhuyễn. Mình làm sao mà biết đậu nành đã xay nhuyễn rồi, đúng không? Quý vị xay chút xíu rồi quý vị lấy ra chút xíu, quý vị bóp vào hai ngón tay như thế này, thấy nó nhuyễn, nó không còn cái mảnh đậu nành mà lớn đó, là mình biết ngay là nó đã nát rồi, đúng không ạ? Rồi, nếu thích quý vị có thể cho thêm chút xíu nước nữa, tại vì Xuân Hồng thấy nó hơi đặc, đúng không? Hơi thiếu nước, thì mình cho chút xíu nước nữa không sao hết, để cho máy nó nhẹ chút xíu. Rồi, nhuyễn rồi quý vị, nhuyễn lắm rồi. Xuân Hồng mới cho tất cả vào trong cái nồi, cả xác cả nước luôn nè. Làm rất gọn gàng quý vị. Rồi, bây giờ tiếp tục nha. Cho hết cái phần đậu nành còn lại vào. Rồi, nước Xuân Hồng cũng cho thêm vào. Có thể múc thêm chút xíu đây nữa. Tại vì đây là cái liều lượng Xuân Hồng đã cho tất cả là 3 lít mà. Đó, rồi mình xay tiếp nha quý vị. Thôi chắc ăn mình thử chút xíu nha. Thêu chút xíu ra, à, sắp nhuyễn rồi, thêm miếng nước nữa đi. Vậy chứ mà cưng chiều cái máy lắm quý vị, sợ nó bị nặng. Nước vô thì nó nhẹ máy. Rồi, nhuyễn lắm rồi, xong. Xuân Hồng cho tất cả vào đây. Cho cả xác cả cái vào đây luôn. Rồi, xong rồi. Bây giờ sao ạ? À? Bước kế tiếp là sao? Giống như hồi nãy Xuân Hồng nói đó, còn chút xíu nước Xuân Hồng cho luôn nha. Đó, là coi như vẫn còn một số nước Xuân Hồng để riêng ra ngoài nè. Xuân Hồng cho tất cả cái nồi mà có sữa đậu nành, có đậu nành đã xay nhuyễn với nước, cho lên trên bếp. Vặn lửa lên. Và Xuân Hồng phải khuấy liền tay.
phải khuấy liền tay như thế này 10 đến 15 phút đồng hồ. Thì theo như cách Xuân Hồng nấu thì khoảng 15 phút quý vị. 15 phút sau thì quý vị sẽ thấy là cái sữa này nó bốc khói lên, nó nóng lên. Nó nóng lên thì sao ạ? Xuân Hồng tắt lửa, tức là nó chưa sôi nha. Xuân Hồng tắt lửa, rồi Xuân Hồng mới cho tất cả cái số nước còn lại. Miễn sao cái nước mình xay với đậu nành mà cái nước còn lại là 3 lít là được rồi nha. Xuân Hồng cho cái nước còn lại vào để cho nó bớt nóng đi. Rồi Xuân Hồng mới lọc. Lấy cái miếng vải này, cái bao vải này quý vị làm bất cứ vải gì cũng được hết. Xuân Hồng mới đổ hết tất cả đậu nành mà mình đã nấu và hòa lẫn với cái nước lọc hồi nãy mình còn dư đó cho nó bớt nóng. Xuân Hồng cho vào đây rồi sau đó vắt. Vắt bỏ hết cái xác đi, bây giờ mình còn cái sữa không à. Quý vị đun sôi lên nha. Bắt đầu quý vị mới cho bó lá dứa vào. Quý vị nấu sôi nhưng mà nhớ phải lấy cái muỗng gỗ khuấy, cho dù lúc đó sữa mình đã bỏ xác rồi. Quý vị cũng phải nấu và phải khuấy như thế này chứ không thôi nó bị khét đó. Xuân Hồng bị rồi. Nhiều khi mình lo làm công chuyện quá đó quý vị, xong rồi cái nó bị khét cái nồi sữa đậu nành là không có thơm đâu. Khuấy liền tay như thế này đến khi sữa nào nó sôi. Sữa sôi xong khoảng 10-15 phút sau quý vị tắt lửa nha, bỏ cái bó lá dứa đi. Và liều lượng đường tùy theo cái khẩu vị của mỗi người. Quý vị không cần phải cho đường ngay khi cả một cái nồi như vậy. Cứ nấu sữa đậu nành như vậy thôi. Ai muốn ăn nóng thì tự động lấy ly sữa đậu nành hâm trong microwave. Ai uống bao nhiêu đường thì tự động múc muỗng đường, hai muỗng đường, ba muỗng đường cho vào cái ly của mình khuấy. Như vậy thôi quý vị nha. Ngọt lạt tùy theo ý thích của mình. Còn hơn bây giờ mình cho đường vô cái nồi, cái người kia nó tôi không muốn ngọt như vậy đâu. Thì coi lỡ dở mình không? Hoặc tôi muốn ngọt hơn cũng chiều được ai hết trơn á. Cho nên là thôi mình cứ nấu sữa đậu nành không thôi. Rồi khi nào mà ai muốn ăn bao nhiêu đường, uống bao nhiêu đường, và muốn uống với ăn sữa đậu nành uống với ăn quý vị muốn bao nhiêu đường thì tùy người ta bỏ vào, mà uống nóng uống lạnh tùy theo. Và quý vị để thực nguội đóng vào chai để vào tủ lạnh uống được vài ba ngày, tại vì mình không có bỏ hóa chất gì hết. Và sữa đậu nành mình làm bằng thủ công như vậy rất ngon, phải nói rất ngon. Không biết sao Xuân Hồng không thích cách làm sữa đậu nành từ máy làm sữa đậu nành. Những cái máy sau này người ta bán để làm sữa đậu nành Xuân Hồng không thích tí nào. Xuân Hồng làm ra vẫn thấy cái sữa đậu nành nó không ngon bằng mình làm thủ công bằng xay bằng máy sinh tố và lọc bỏ xác đi rồi nấu sôi trở lại như thế này. Và đặc biệt cái cách làm sữa đậu nành của Xuân Hồng là sao? Cả xác cả sữa mình khuấy trên bếp cho nó nóng lên để nó ra hết chất béo. Sau đó mới lọc bỏ xác đi và mình nấu sôi trở lại với bó lá dứa nha. Rồi bây giờ Xuân Hồng tiếp tục khuấy cho nó nóng lên khoảng 10 đến 15 phút. Cho cái số nước lọc còn lại vào rồi sau đó sẽ đi lọc và nấu sôi lên với bó lá dứa, mời quý vị dùng nha. Quý vị tự nhiên bỏ đường theo cái khẩu vị của mình. Xuân Hồng cảm ơn quý vị nhiều lắm, tiếp tục khuấy nè. Trời ơi, làm cái món này là cái tay của mình hơi bị mệt á. Quý vị thân mến, nãy giờ Xuân Hồng khuấy cái sữa đậu nành của mình trên bếp mà trong này có cả xác luôn, mình chưa có lọc đi đó. Mình chưa có bỏ bã đó. Thì khoảng 15 phút thì bây giờ Xuân Hồng tắt lửa. Quý vị nhìn vào trong nồi thì thấy nó nổi bọt rất là nhiều và nó bốc khói lên, nó nóng. Bây giờ Xuân Hồng mới cho lên vào đây, chứ không thôi là nó đóng cái counter của mình. Xuân Hồng mới bắt cái nồi sữa ra đây. Làm cũng rất là tiện quý vị, không có gì mà cực khổ chứ. Rồi Xuân Hồng mới cho cái số nước lọc còn lại vào để cho nó nguội bớt đi mình mới lọc được chứ. Đó, bây giờ sữa nó hết nóng rồi thấy không? Rồi, bây giờ bước kế tiếp thì sao ạ? Xuân Hồng mới không biết ưng có zoom in vô được cái sữa đậu nành của chị không đây nè. Thấy không em? Đó, thì bây giờ là quý vị thấy là cái nồi sữa đậu nành của Xuân Hồng bây giờ nó nổi bọt lên và Xuân Hồng cho thêm nước lọc vô. À, cái nước lọc còn lại đó, chứ không phải là thêm, mà tất cả cái nước để xay đậu nành và nước lọc còn lại là 3 lít. Thì bây giờ quý vị thấy là đem ra đây. Rồi, nó bớt nóng rồi phải không? Đây là một cái nồi sạch của Xuân Hồng. Đây là cái bó lá dứa ha. Rồi Xuân Hồng mới bắt đầu có cái bao vải. Quý vị có ai đi Việt Nam đó, mình kêu là mua cái bao vải này rất là thích quý vị, thích vô cùng. Tại vì nó thoát được cái nước mà nó lọc được nhuyễn lắm. Rồi Xuân Hồng đeo bao tay vào cho nó sạch sẽ, chứ thôi là mình vắt mình đụng vô sữa mà. Nhớ là cái nồi nước, cái nồi đã sạch rồi nha quý vị nha. Đó, như thế.
Cái bao vải này quý vị mua ở Việt Nam á thì người ta bán, nếu mà có hai người thì có người phụ mình cầm ha, còn không Xuân Hồng làm có một mình thì Xuân Hồng mới như thế này. Bỏ cái này ra đây, lấy cái ca Xuân Hồng múc sữa từ từ vô. Cả trong này quý vị nhớ là mình chưa có lọc này, bây giờ mình mới lọc nè. Đó, cho vào đây, múc cho vào, dùng cái ca này cho nó nhanh chứ lấy cái muôi múc biết chừng nào, đúng không? Cho vào đây. Rồi, còn chút ít thì Xuân Hồng mới cầm luôn cái nồi, đổ vào đây. Xong, cho cái này ra một bên. Rồi, bây giờ nè quý vị, lọc nè. Đó, quý vị thấy không? Cái sữa của mình bắt đầu nó chảy ra nè, bốc khói nóng lên, quý vị thấy không? Đó, và bao nhiêu chất bổ, chất béo trong cái xác nó ra hết rồi. Thích lắm. Và mình có cái nước lọc mà mình để dành ra ngoài để mình cho thêm vào, cho nên không có cái nóng lắm, nó ấm ấm thôi. Rồi cứ thế quý vị lọc, quý vị vắt, bỏ hết đi. Rồi, đó, hết rồi đó quý vị. Thì cái xác này nè, ở Việt Nam thường á, là các bác nông dân là đi bón cây. Bên này cũng được, nhưng mà quý vị phải đào cái lỗ thật sâu rồi quý vị cho cái xác này đã nguội vào, rồi chôn lại, chứ không thôi để trên mặt là kiến rồi con này con nọ nó ăn nó bày nó dữ lắm. Phải chôn lại thì nó rất là tốt, bón cây rất là tốt nha. Rồi xong rồi, hết nước rồi, bỏ cái này ra một bên để dành bón cây. À, bón cây mà có trái nhiều nhớ Xuân Hồng nha, cho Xuân Hồng ăn với. Rồi bây giờ thì sao ạ? À? Cái lựa sữa mình lọc rồi đúng không, bỏ một lá dứa vô, bắt lên bếp trở lại, vặn lửa lên. Rồi lại lấy một cái muỗng gỗ sạch khuấy. Bây giờ là sữa của mình quý vị thấy là đậm đặc ngon vô cùng nha. Mình khuấy lâu lâu, mình khuấy như thế này khoảng nửa phút đến 1 phút, quý vị khuấy một lần thôi cũng được, chứ không cần khuấy liền tay như là nó còn cái xác. Tại vì còn cái xác nó chìm xuống cái đáy rất là nhiều, mình không khuấy liền tay bị khét liền. Còn bây giờ mình đã lọc bỏ cái xác rồi thì quý vị lâu lâu khuấy một lần, nhưng mà đừng có nấu lửa lớn quá nó bị khê. Dù sao đi nữa thì cái chất đậu nành nó sẽ lắng xuống cái đáy, nếu mà mình không khuấy đó dễ bị khét lắm. Cho nên chắc ăn quý vị khuấy thường xuyên chút xíu, đến khi cái sữa này nó sôi lên, quý vị hạ lửa xuống tiếp tục khuấy khoảng 5-10 phút nữa cho sôi kỹ rồi mới tắt lửa. Rồi bây giờ Xuân Hồng tiếp tục khuấy nè quý vị. Để cho cái sữa này nó sôi lên thì quý vị sẽ có một ly sữa đậu nành ngon tuyệt vời, béo ngon lắm nha. Thì đây là cái sữa đậu nành Xuân Hồng đã làm sẵn rồi. Đó, quý vị thấy đây là sữa đậu nành Xuân Hồng đã làm sẵn trước. À, cho quý vị xem. Làm xô là Xuân Hồng phải làm 2-3 lần như vậy đó, thấy thương em nó ghê không? Xuân Hồng ra vườn, mới ra vườn hái cái bông cúc, cho vào trong cái ly sữa đậu nành như thế này. Rồi mình sẽ lấy chút xíu đậu nành mình rải lên cái dĩa để cho đẹp nha. Cái này gọi là trình bày thôi quý vị. Rồi, xong rồi. Coi như là cách làm sữa đậu nành của Xuân Hồng với quý vị đã xong rồi, thấy không? Một ly sữa đậu nành quý vị thấy là vừa béo vừa ngon, vừa chất lượng. Và Xuân Hồng hy vọng quý vị sẽ thích theo cái công thức, cái cách làm sữa đậu nành của Xuân Hồng. Ai uống đường bao nhiêu thì tùy người ta tự cho đường vào. Ai uống nóng, uống lạnh cũng tùy người ta. Và sữa đậu nành sau khi quý vị nấu xong đó, quý vị để thật nguội đóng vào chai cho vào tủ lạnh uống dần. Nhất là trời hơi nóng một chút xíu đó, quý vị làm mệt mỏi á, hoặc là đi làm quý vị đem theo một cái bình nước sữa đậu nành nhỏ nhỏ đi theo đi làm uống, rất tốt cho sức khỏe quý vị. Tại vì đậu nành là tốt cho sức khỏe đã chớ mà có chất để chống lại ung thư. Rồi chưa kể là rất tốt cho chị em phụ nữ là nó ngăn ngừa được bệnh ung thư vú. Cái này là bác sĩ nói rồi, Xuân Hồng nói theo chứ Xuân Hồng không phải là bác sĩ. Nhưng mà uống thì rất tốt rồi. Cái này là thảo dược mà. Quý vị thấy là cái gì bây giờ ai cũng muốn, từ cái món ăn đến những cái vật liệu mà mình sử dụng cho làm đẹp, ai cũng muốn thiên về cái organic, cái mà không có hóa chất hết. Thì sữa đậu nành mình làm từ bàn tay của mình, từ thủ công như vậy, ngon vô cùng. Cũng giống như những sản phẩm làm đẹp của Xuân Hồng, quý vị thấy là Xuân Hồng thiên về organic. Ví dụ dầu gội đầu đi, organic rất là tốt. Cái này không phải quảng cáo nhưng mà thực sự là như vậy. Thì cái gì cũng vậy hết, organic nó không có hóa chất. Về lâu về dài tốt cho mình nha. Bất cứ quý vị ăn uống hay là xài một sản phẩm nào đó, mình phải nghĩ về đường lâu về dâu, lâu về dài.
càng lâu nó càng tốt á thì ok, chứ không phải là chỉ tốt ngay bước đầu thôi rồi sau đó không tốt thì không nên. Thì Xuân Hồng chúc quý vị thành công với món sữa đậu nành, và uống ngọt như thế nào thì tùy quý vị. Bây giờ Xuân Hồng đi lấy cái muỗng, rồi Xuân Hồng mới cho đường vào. Xuân Hồng không thích uống sữa đậu nành quá nhiều đường nha. Xuân Hồng cho khoảng, với cái ly này Xuân Hồng cho khoảng 2 muỗng cà phê đường cát thôi. Đó. Rồi mình khuấy đều lên. Và nếu uống nóng thì mình hâm microwave chút xíu nha. Còn không thì mình uống lạnh cũng ngon, uống ấm ấm cũng ngon. Thì ly sữa đậu nành này Xuân Hồng tặng cho tất cả quý vị đã thương mến Xuân Hồng và ủng hộ Xuân Hồng trong suốt thời gian qua. Em nó nãy giờ nó sữa đậu nành khát nước quá, giờ uống một miếng rồi nó có vị ngon như thế nào nha. Rất ngon quý vị, ngon vô cùng. Đó là sữa đậu nành chính tay mình làm tại nhà. Chúc quý vị thành công và Xuân Hồng xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị nhiều ủng hộ nhà hàng Nha Trang và tiệm mỹ phẩm Sanaderm của Xuân Hồng trong suốt thời gian qua. Ủng hộ những món ăn trên show Lửa Hồng, ủng hộ những món ăn ở ngoài nhà hàng Nha Trang nữa. Xuân Hồng thành thực cảm ơn quý vị và hẹn gặp quý vị trên cái talk show lần sau. Bye bye!